Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn, 32 tuổi, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, con trai của bị can Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn đến cơ quan tố tụng thành phố Hồ Chí Minh để xin khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho mẹ mình. Lý do được ông Tuấn đưa ra là bà Hằng có những đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19, được thể hiện qua hàng loạt thư cảm ơn, bằng khen, giấy tri ân của nhiều cơ quan, tổ chức xã hội trao tặng. Cũng theo ông Tuấn, thông qua luật sư được biết trong các buổi hỏi cung, bà Hằng đã nhận thức được sai phạm và thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải, cam kết không tái diễn hành vi sai phạm. Con trai bị can Nguyễn Phương Hằng mong muốn các cơ quan tiến hành tố tụng khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt đến mức thấp nhất cho bà Hằng và xin được bảo lãnh tại ngoại để điều trị bệnh cho đến khi kết thúc vụ án. Được biết, trong quá trình tạm giam để điều tra, bà Hằng vẫn đều đặn uống thuốc trị bệnh. Trước đó vào ngày 6 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định gia hạn tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng để tiếp tục điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Theo diễn biến vụ án, bà Hằng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng từ ngày 24 tháng 3. Đến ngày 21 tháng 6, bà này bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng. Ngày 18 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Hằng từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 6 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án, đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi đồng phạm của những người liên quan tham gia giúp sức cho hoạt động của bà Hằng.